Kính thưa quý vị, chúng tôi xin được trở lại chương trình thời sự trong ngày. Cảm ơn tại Đức Trí. Trở lại thời sự trong ngày trước khi chúng ta vào phần tin thông tin thương mại, thì chúng ta nhắc về cái hội nghị tại Vancouver thuộc quốc gia Gia Đại do Hoa Kỳ và Gia Đại cùng đồng tổ chức. Thì nói về cái hội nghị này, chúng ta thấy được là chúng ta họ bàn về cái vấn đề Bắc Hàn và vấn đề hiện tại đang xảy ra là Bắc Hàn Nam Hàn đã hòa đàm nói chuyện với nhau. Thì hình như trong cái hội nghị này có vắng mặt một số quốc gia và đó là những quốc gia mà chúng ta thấy cũng quan trọng cũng có một phần tiếng nói hay là có phần ảnh hưởng thì chúng ta thấy đó là có sự vắng mặt của trung cộng một đồng minh duy nhất và thân cận nhất của quốc gia khép kín bắc hàn và cả nước nga cũng không tham dự thì nếu hai nước này không tham dự chúng ta đã từng nhắc qua thì anh nhắc lại chút xíu sự vắng mặt của hai quốc gia này đặt ra một nghi vấn gì anh? dạ thưa anh bình thưa tất cả quý vị sự vắng mặt của trung cộng là đồng minh có thể duy nhất và thân cận nhất và có ảnh hưởng nhất đối với Bắc Hàn, khiến các nhà quan sát đặt nghi vấn về hiệu quả thực thụ của hội nghị và cũng vừa qua Nga đã các cơ quan tình báo của Hoa Kỳ đã cho biết rằng Nga vẫn còn viện trợ Bắc Hàn về những cái vấn đề nhiên liệu. Trung cộng thì tương đối là đã theo những cái lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, có thể rằng không có làm tất cả theo cái lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc là cấm vận kinh tế và cấm vận hết tất cả những cái viện trợ về vấn đề. Nhưng liệu tuy nhiên các cơ các nhân viên tình báo của Hoa Kỳ đã cho biết rằng có những cái dấu hiệu rằng Nga vẫn tiếp tục viện trợ. Thành ra cái sự viện trợ của Nga cho Bắc Hàn đó đã làm cho Hoa Kỳ không hài lòng. Hoa Kỳ đã cho biết rằng trong lúc mà Trung cộng đang có thể hiện những cái tích cực là theo những cái nghị quyết của Liên hợp quốc thì đã có bằng chứng rằng nga đã tiếp tục viện trợ để mà tiếp tục cho duy Bắc hàng duy trì cái vấn đề hạt nhân nguyên tử hạt nhân uh, nguyên tử uh, tuy nhiên về phía điện kremlin thì đã không đưa ra một cái lời bình phẩm nào có nghĩa là tin tình, tình báo dạ. chắc ông putin ông giận cái vụ này lắm tại sao lại có tình báo mà qua tới nga mà biết được dạ. vấn đề của nga lắm ông là kgb dạ. mà hồi xưa mà dạ. nhưng mà trở lại với vấn đề trung cộng thưa quý vị thì trung cộng chính quyền bắc kinh đã hầu như đã tẩy chay thậm chí là đã kích cuộc họp tại Vancouver. Họ viện lẽ rằng hội nghị này chỉ tập hợp các quốc gia sẽ và có thể đưa quân vào đánh Bắc Hàn và cả Trung Cộng, và ngay cả là những quốc gia đã từng đánh Bắc Hàn và Trung Cộng trong cuộc chiến tranh Triều Tiên xảy ra vào năm 1950-1953. Vậy thương tài trí, Hoa Kỳ và Gia Nói Đại và các quốc gia tham dự hội nghị tại Vancouver, họ không nhận ra những tín hiệu hòa bình của Bắc Hàn hay sao? Và dạ, thưa anh, thì bất chấp các tín hiệu này thì một số quốc gia tham dự hội nghị tại Vancouver đặc biệt là Hoa Kỳ và Nhật Bản thì cho rằng quốc tế cần phải đẩy mạnh hơn nữa về việc mở rộng các biện pháp trừng phạt đánh vào chương trình nguyên tử của Bắc Hàn để đạt được mục tiêu tối hậu là buộc chế độ Kim Jong Un phải từ bỏ vũ khí nguyên tử thì chúng ta thấy là Hoa Kỳ đã có những cái bước tiến uh, những uh, bước tiến khá là dứt khoát thêm một cái hội nghị tại Vancouver để Hoa Kỳ muốn cho các Quốc gia đồng minh Để mà phải tạo thêm áp lực nữa Tại vì Hoa Kỳ Cũng cho rằng là Cái việc mà Bắc Hàn Tiếp tục thử vũ khí hạt nhân Mà bất chấp những cái sự chống đối của thế giới Là một cái điều khá quan tâm Nhưng mà họ đã hòa bình rồi mà yeah. <laughs> Nhưng mà vẫn không ai tin được yeah. Thật sự là chúng ta thấy được Hoa Kỳ Và canada và các đồng minh Không có tin tưởng Bắc Hàn tại đây Họ hứa lèo nhiều quá tất cả là điều hứa lèo, không có giữ lời hứa. Yeah. Và bây giờ họ chỉ bình an lại là tại vì họ muốn tham gia cái Thế vận hội mà thôi. Và nếu nói như vậy thì nhắc về Thế vận hội mùa đông tại Nam Hàn Pyeongchang tháng 2 này. Thì Nhật Bản có phản ứng gì khi nghe Bắc Hàn gửi một đội cổ vũ lớn tham dự Thế vận hội Olympic mùa đông tại Pyeongchang. Và gần như là có một thái độ ôn hòa với Nam Hàn hiện nay từ phía Bắc Hàn. thì anh nghĩ như thế nào? Nhật Bản nghĩ ra sao? Dạ thưa anh mặc dù... Chính phủ Hán Thành thông báo rằng Bắc Hàn sẽ gửi một đội vũ gồm 230 người đến Thế vận hội Olympic mùa đông Pyeongchang sau khi cả hai bên tiến hành đàm phán để làm dịu bớt cái sự căng thẳng vốn có giữa hai miền Nam và Bắc vì các cuộc thử nghiệm nguyên tử và hỏi tiễn đạn đạo liên tục từ Bắc Hàn. Nhưng Nhật Bản không nhiệt tình hoan nghênh sự tham gia của Bắc Hàn. Ngược lại, còn kêu gọi phải khá thận trọng và Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono nhận định như sau Thế giới không nên ngây thơ trước cuộc tấn công đầy quyến rũ của Bình Nhưỡng. Đây không phải là thời điểm giảm bớt áp lực hay tưởng thưởng cho Bắc Hàn. Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono cũng nhấn mạnh rằng trên thực tế, Bắc Hàn tham gia đàm phán cho thấy các biện pháp trừng phạt đã có hiệu lực. Bắt đầu có hiệu lực và họ phải dịu giọng nhưng mà bây giờ nói về nhật bản họ không tin cũng không có hoan nghênh lắm cái vấn đề mà bình dưỡng chịu đàm phán với hành dạ. thành vấn đề chỉ liên quan tới olympic mà thôi nhắc vào chút xíu cái vấn đề olympic thì anh thì bác Hàng có một đội cổ vũ cổ vũ viên động vận động những cái người vận động mà như cổ vũ chắc tuyên truyền cho cái đội này và lại tôi muốn là đánh khúc cung cầu là đánh uh, cái cái uh, ice đánh cái, uh, cái bộ môn đó trên à, ice để cho cái trên đội bang, nữ à? đánh trên băng mà đánh yeah. khúc cung cầu đó, khúc cầu. thì họ dùng cái bộ môn này thì họ muốn hợp tác với bên nam hàng những à, cô gái đội yeah. nữ và bên đội nữ đàm hàng thì họ đã lên tiếng thứ nhất là họ bến mới tập giờ từ bên mỹ về à họ không có hề biết những cái cô gái bắc hàng như thế nào à, mà đánh giúp trong cái vấn đề khúc cung cầu thì là một cái team một cái đội giống như yeah. đá banh thôi họ đúng đánh đúng trên cái băng thì dùng những cái cây đánh khúc cung cầu đó và phải một cái team nó phải quất với nhau yeah, phải à. tập luyện và đây là một vấn đề mà đi thi thế vận hội một cái gương mặt của một quốc gia yeah. thành ra họ nói bây giờ tự nhiên để mấy cô gái bắc hàng này vô mà không có hề tập trung thì anh không có hề tập trung với nhau đúng, đúng. không có ăn ý thì làm sao mà đánh Dạ đúng. Khi khi mà họ về họ nghe cái tin này họ cũng hết hồn luôn tại vì thật sự nó là lạ quá. Một cái chỉ còn có mấy mấy ngày nữa qua tháng 2, Hai ba dạ. tuần nữa thôi là tập kịp mà hai đội không hề tập với nhau. Dạ. Thì anh nghĩ là cái vấn đề ví dụ bây giờ trong một cái đội bóng một đội soccer đi, anh nghĩ nó có vấn đề lộn loạn nội bộ khi mà tập không có biết cái người vận động viên hay là cái người tập chung với mình như thế nào. Hoàn toàn đúng. Thì dạ. ra Nam Hà họ đã lên tiếng rồi đó. Thành dạ. ra ông Bình không nghĩ là cái 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 vụ cổ vũ thì có chứ cái vấn đề mà thi đấu chung hoặc là thi đấu riêng, bắc hàng là bắc hàng, nam hàng là nam hàng, bằng yeah. dù đi đứng chung một cái lá cờ của hai quốc gia riêng nhưng mà không thể nào mà gom chung hai yeah. bắc hàng và nam hàng chung một đội yeah. thì vấn đề đây sẽ là gây một cái vấn đề rất là khó chịu cho những cái vận động viên, những cái cầu thủ trong yeah. những cái đội đó và họ chưa chắc hòa hòa, hòa đồng với nhau được. Đồng ý. đó là chúng ta thấy được là cái vấn đề <laughs> mà họp hết hồn nghe đó Sao lại có cái chuyện này xảy ra yeah. Nhưng mà cái đó là cái đề nghị từ chính phủ Nam Hàn à, Hán Thành mà yeah, thôi yeah. Nhưng mà các vận động viên thì đã nghe là phản đối rồi đó yeah. rồi Cả ông huấn luyện viên luôn cũng không yeah. có chịu cái vấn đề này xảy ra Và chúng ta sẽ chờ xem coi hai đội có đấu chung với nhau Cái bộ môn khúc công cầu của nữ hay không yeah. Và nếu nói như vậy trở lại vấn đề chút xíu về cái hội nghị này Thì chính phủ Bình Dưỡng Nhật Bản thì không thích Nhưng mà đặc biệt về phía Bình Dưỡng Thì họ có phản ứng như thế nào trước hội nghị Vancouver anh? và dạ, uh, trong khi đó, đó thì một nhật báo rodon uh, sinmun của bắc hàn cho đăng bản tin nội dung uh, nói rằng chính phủ bình nhưỡng sẽ làm việc rất tích cực để cải thiện mối quan hệ nam và bắc hàn nhưng mối quan hệ này sẽ bị hư hỏng nếu chính phủ hán thành cứ khăng khăng buộc họ phải từ bỏ vũ khí nguyên tử và cái điều này uh, cho thấy rằng bắc hàn dù cho tham dự thể thao với tinh thần thể thao vẫn không bao giờ muốn từ bỏ ý định à, thử vũ khí bất hàng, thử vũ khí nguyên tử và đem lại một cái một cái nền à, một một cái đe dọa không chỉ riêng cho Nam Hàn và các quốc gia trong vùng Á Châu Thái Bình Dương. Thì nếu nói về cái hội nghị này, Bắc Hàn không muốn từ bỏ cái vấn đề vũ khí hạt nhân của họ, thì bên qua Washington, Hoa Thịnh Đốn hội nghị như thế nào thưa anh? Và thưa tại Hoa Thịnh Đốn đó thì ông uh, Brian húc là một quan chức chuyên về chính sách của bộ ngoại giao hoa kỳ đã, đã tiết lộ rằng hội nghị vancouver sẽ xem xét những điểm sau đây thứ nhất là siết chặt cấm vận hàng hải chung quanh bắc triều tiên thứ hai ngăn chặn mọi con tàu đang cố gắng chống lại sự trừng phạt của liên hợp quốc thứ ba cắt đứt nguồn tài trợ nước ngoài cho chương trình vũ khí của chính phủ bình nhượng thì chúng ta thấy được cái hội nghị Vancouver này đã đi thêm một bước nữa là sẽ kiểm soát khá là chặt chẽ. Thành ra nếu mà 20 quốc gia đồng ý cái sự kiểm soát này thì thiết nghĩ rằng Nga và Trung Cộng cũng khó viện trợ cho Bắc Hàn. Nhưng mà họ phải theo luật của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Dạ. Nếu mà họ vẫn đi đường sau, đi dạ. cửa sau để viện trợ cho Bắc Hàn thì cũng khó. Tại Bắc Hàn sẽ không nghe lời. Và chúng ta thấy là sự không hiện diện của Nga và Trung Cộng đã nói lên vấn đề này. Họ không muốn tham gia. Và nếu không có sự hiện diện của Trung Cộng, thì hội nghị Vancouver liệu có đạt được kết quả như ý muốn được hay không để thực hiện ba chủ đích như trên, thưa anh? Dạ, thực tế cho thấy thì một nguồn tin ngoại giao rất là cao cấp đã không ngần ngại chia sẻ rằng nếu không có Trung Cộng thì kết quả hội nghị chắc chắn sẽ bị hạn chế rất nhiều. Và chính Tổng thống Donald Trump cũng đã từng cho rằng Trung Cộng đóng vai trò thiết yếu trong việc Kềm chế tham vọng nguyên tử của Bắc Hàn và nhà lãnh đạo Hoa Kỳ lúc thì ca ngợi, lúc thì chỉ trích chính phủ Bắc Kinh đã thiếu hợp tác trong việc trừng phạt Bình Nhưỡng thì chúng ta thấy cái thái độ của Trung Cộng rằng Trung Cộng làm theo những cái lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc và theo những cái áp lực của Hoa Kỳ một cách chẳng đặng đừng. Thật ra Trung Cộng thì cũng không muốn nhìn thấy Hoa Kỳ hiện diện quân sự tại bán đảo Triều Tiên thôi. Thực sự thì chúng ta có bài bản tin này trước đây thì Nga và Trung Cộng không tham dự. Thật sự Hoa Kỳ và đại cũng không muốn. Không tham dự thì thôi. Họ cũng không muốn có mặt ở đây nhưng mà không có mời. Nhưng mà họ muốn tham dự thì tham dự. Và có thể vì Hoa Kỳ không muốn Nga và Trung Cộng khuấy động hội nghị đây bằng cách nhắc lại cái yêu cầu đình chỉ những cuộc diễn tập quân sự chung giữa Hoa Kỳ và đồng minh, đặc biệt là đồng minh Nam Hàn và Nhật Bản, mà Bình Nhưỡng cho là để chuẩn bị xâm lăng quốc gia Bắc Hàn. Và theo lời của ông Brian Hook, Trung cộng, Trung cộng và nước Nga sẽ được thông báo đầy đủ về kết luận của hội nghị nêu trên. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy không tham dự nhưng mà chúng tôi vẫn thông báo cho anh và biết cái kết luận cuối, cuối cùng như thế nào. Dạ. Và đó là vấn đề của hội nghị Vancouver qua phần tổ uh, chức của Hoa Kỳ và dạ. Đại Quay sang với Việt Nam trong bản tin ngày thứ năm này, thì liên quan tới ông Đinh La Thăng, một bản tin cũng rất nóng mà mọi người đều quan tâm từ trong nước cho tới hải ngoài. thì Thưa Tạ Đức Trí ông đinh la thăng cựu bí thư thành ủy sài gòn bị xét xử vì nguyên nhân gì thưa anh? thứ thưa anh ông đinh la thăng cựu ủy viên bộ chính trị đầu tiên bị đưa ra tòa đã bị loại khỏi cơ quan quyền lực này và bị cách chức bí thư thành ủy sài gòn do những thiệt hại tại petro việt nam trong thời kỳ ông làm lãnh đạo và ông cũng bị cáo buộc cố ý làm trái quy định của nhà nước về các quản trị kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và như đã nói ở trên bị viện kiểm sát đề nghị mức án từ 14 tới 15 năm tù giam. Nếu mà nói như vậy thì cái vấn đề buộc tội ông ông đã lên tiếng như thế nào thưa anh? Ông có chấp nhận hay không? Dạ thưa anh Bình, thưa tất cả quý vị theo thông, thông tấn xã Reuters trích dẫn nguồn tin của truyền thông báo chí trong nước đó, đã loan báo trong ngày 10 tháng Giêng như sau. Ông Đinh La Thăng đã khai trước tòa rằng việc chỉ định tổng công ty xây lắp dầu khí làm tổng thầu nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 là theo quyết định của thủ tướng chính phủ và của bộ chính trị mà lúc đó ông chưa phải là ủy viên. Phải đó là thủ tướng chính phủ thời bấy giờ. Ông khai khá rõ ràng thôi. Thời bấy giờ dạ. là thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và chỉ thị của của bộ chính trị thì lúc đó bộ chính trị là ai? Chúng ta cũng phải coi là ai chỉ thị trong và ông chỉ theo chỉ, chỉ thị cấp trên mà làm mà thôi thì chúng ta thấy được là có cái sự chỉ địa chỉ lệnh và theo theo không có làm ngược cái chỉ định của nhà nước mà theo chỉ thị cấp trên và thời điểm xảy ra sự kiện này thì chúng ta được nhắc lại thì anh có thể nhắc chút xíu về thủ tướng nguyễn tấn dũng lúc đó thưa anh dạ thưa cái lời khai cũng đinh la thăng á thì vào lúc đó là cái người giữ chức vụ thủ tướng vào thời đó thì uh, chúng ta được biết không, không ai khác, khác ngoài ông nguyễn tấn dũng và cũng theo thông tấn xã reuters không thể liên lạc được với cựu thủ tướng nguyễn tấn dũng mặc dù thông tấn xã đã cố gắng gọi điện thoại nhiều lần và để tìm hiểu về lời khai của ông đinh la thăng thật hư thế nào thật và nói về bộ chính trị thì sao thưa và ứng hỏi như thế nào nói dạ, về những, chính bản chính tinh. Tinh, những bản tin những bản tin trên truyền thông uh, báo trên truyền thông báo chí đó, có đề cập đến bộ chính trị của đảng cộng sản việt nam cũng đã bị thay đổi và không có bất cứ một cơ quan uh, nào thuộc bộ chính trị lên tiếng À, để mà nói về cái lời khai cũng đinh la thăng thì chúng ta thấy được bộ chính trị nhà cầm quyền cộng sản việt nam họ đã giữ cái thái độ im lặng, bộ chính trị không lên tiếng luôn. Dạ không lên tiếng. <laughs> và hình như họ muốn cho qua cái phần lời khai của ông đinh la thăng thì phải. Dạ. Và nếu nói như vậy thì đây có phải là một phiên tòa mở không anh? Mở cho công chúng được vào hay không? Dạ đây thì được biết là cũng không có hẳn là một phiên tòa mở ra dân chúng thì không được tham dự phiên tòa xét xử ông đinh la thăng, ông trịnh xuân thanh và các bị cáo có liên quan được biết rằng phiên tòa được cái lực lượng an ninh canh gác khá là cẩn mật và sẽ kết thúc vào ngày 21 tháng Giêng sắp tới. Đây là vụ án nằm trong khuôn khổ chiến dịch chống tham nhũng do Tổng Bí Thư. Nguyễn Phú Trọng đẩy mạnh đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và ngân hàng. Có nghĩa là tiêu đề chống tham nhũng thì được người dân ủng hộ. Nhưng mà chúng ta đã nói là thật sự có chống hay không hay đâu đáng đổi bộ. Và nếu mà nói như vậy thì ông Đinh La Thăng không có chấp nhận cái lỗi về mình. Ông chỉ theo chỉ thị cấp trên. Thì ông đã biện hộ như thế nào? Anh nói rõ hơn chút xíu về cái bị lời biện hộ của ông. Dạ thưa anh, uh, theo như là luật sư Lê Văn Thiệp đó, một trong những một trong số những người mà bào chữa cho ông Đinh La Thăng á, viết trên trang Facebook cá nhân của ông cho rằng ông Đinh La Thăng đã có lời tự bào chữa dài gần 2 tiếng lấy đi nước mắt của 95% những người ngồi trong phòng xử án. Và trong phiên tòa xét xử ngày 16 tháng Giêng, ông Đinh La Thăng khẳng định bản thân không hưởng lợi gì từ việc chỉ định đấu thầu. Và cũng theo lời luật sư biện hộ, ông Đinh La Thăng đã xin lỗi nhân dân và cho rằng bản thân mắc phạm sai lầm vì thiếu vận động hành lang pháp lý của nhà nước, nhà cộng quyền Cộng sản Việt Nam đối với thí điểm của các tổng công ty thì điều này chúng ta thấy được rằng à, à, ông đã không có nhận những thật sự ông không có nhận những cái lỗi lầm của mình à, và à, ông cũng chỉ đưa ra là do chỉ thị của cấp trên mà thôi và ông không làm có, mà đi thị, và không có đi sâu sát không có đi sâu vào vấn đề Chúng yeah. ta bị gây ra kinh hậu quả nghiêm trọng như thật sự là không phải từ bản thân ông và ông không được kết quả gì không có lợi gì trong vấn đề này sự thật cái biết hay không thì chúng ta không biết nhưng mà hình như là ông vào ngày 16 tháng 9 vừa qua thì ông có xin được tại ngoại hầu tra vì phải lo cho gia đình thì anh có thể nói thêm chút xíu được không ạ? Dạ thì ông đã xin tại ngoại bởi vì bản thân ông và các bị cáo khác thì theo ông cho biết rằng không gây nguy hiểm cho xã hội và không cần thiết phải phải bị tạm giam. Thì thưa anh thì ở thì... trong thời gian này đó thì đã có nhiều ý kiến đó, à, trong nước. Đó, một số người thì, dân trong nước người dân phải. trong nước đúng rồi thưa anh đã bày tỏ ý kiến một số thì thông cảm với ông Đinh La Thăng và diễn biến mới nhất thu hút uh, rất nhiều chủ yếu công chúng là việc ra đời một cái trang Facebook có tên là cần 10 triệu người dân xin giảm án cho ông Đinh La Thăng và vào ngày 14 tháng Giêng và chỉ sau hai ngày tính tới uh, tới tối ngày 16 tháng Giêng uh, trên trang fan page này đã có hơn 92.000 người thích và hơn 94.000 người theo dõi. Và từ khi phiên tòa bắt đầu xét xử đó cho đến những ngày gần đây đó thì cũng khá nhiều luật sư, nhà báo và những người tự nhận là bạn của ông Đinh La Thăng đã bày tỏ ý kiến trên mạng xã hội cho rằng ông là nạn nhân của cơ chế của cơ chế cộng sản Việt Nam hiện nay. Và cái trang trang này Facebook chắc là những người ủng hộ những fan của ông Đinh La Thăng. Và trong phiên tòa xét xử ngày 16 tháng Giêng vừa qua, ông Đinh La Thăng xin tại ngoại hầu tra, ông Trần Xuân Thanh xin sang Đức thăm vợ con. Thì anh nhận như thế nào, anh nhận xét như thế nào về vụ án này và những lời xin của hai bị cáo thưa anh? Dạ thưa anh Bình, thưa tất cả quý vị. được cho không? Hai bị cáo này phải nói là có vụ xử này là cái vụ xử có thể nói là vụ xử chống tham nhũng đầu tiên sau 42 năm của nhà cộng quyền cộng sản Việt Nam và chúng ta đều biết được cái người đứng đầu là không ai khác là tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. À, Nguyễn Phú Trọng thì chúng ta thấy được à, sau khi gần à, sự án kết thúc á thì hai ông này lại xin một người thì xin tại Đấy. ngoại hầu tra một người thì xin phải thăm qua uh, Đức để thăm, vợ con. Đức để thăm uh, vợ con thì chúng ta thấy nó cũng khá là lý thú. Sang Đức rồi đi lưu thì sao? Dạ thì đây là cũng là một, một vấn đề <laughs> nhưng mà chúng ta thấy được uh, nhà không, cả không Công vẻ, Công sản Việt Nam đã bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh từ Đức đem về Việt Nam thì bây giờ cái việc mà xin trở lại Đức làm sao mà có mà có thể thực hiện ra. được và ông có thể xin tiền nạn ở Đức thì sao yeah. và cái thứ gì nữa là ông có thể Đinh La Thăng có thể được tại ngoại hồ tra yeah. tại vì ông này chỉ có cái bản có thể là 14-15 năm tù và nếu mà không phải là người nguy hiểm cho xã hội giống như bên Mỹ thôi yeah. thì có thể đóng một cái tiền thế chân không biết Việt Nam thì có cái vấn đề không mình không biết không yeah. biết là có cái vấn đề thế chân để được tại ngoại hồ tra hay không yeah. nhưng mà chúng ta thấy được là hình như dư luận ở Việt Nam những người trong nước thì người ta có thân thiện cảm với ông Đinh La Thăng hơn là Trịnh Xuân Thanh, tại vì ông này có một thời gian cũng đã có vấn đề mà chống những cái 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 bất công trong xã hội của những cái trang Facebook của ông tại Việt Nam, nhưng mà chúng ta thấy được là có được một số lòng dân đối với ông Đinh La Thăng, thì chúng ta sẽ theo dõi tiếp tục vụ án này để xem như nó đi về đâu và sự xin tài ngoại hậu tra cũng như xin qua đức của ông Trịnh Xuân Thanh có được hay không thì chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và trước khi chia tay ngày hôm nay thì chúng ta trở lại hoa kỳ chút xíu, chúng ta cũng sắp hết giờ rồi, thì có thể anh nói chút xíu về cái vấn đề ai cũng quan tâm là tổng thống hoa kỳ donald trump sức khỏe ông ra sao, Good không? À, rất thôi. là cảm ơn anh bình đã đã, đã à, hỏi về vấn đề này thì à, trong những ngày à, vừa qua thì tổng thống hoa kỳ của chúng ta đã cho à, báo ừ, chí phải... truyền thông biết rằng sức khỏe của ông khá tốt và trên màn ảnh là chúng ta à, thấy là à, vị <laughs> bác sĩ à, của tổng thống cũng cho biết rằng những cái kiểm tra sức khỏe thì rất là tốt Đầu óc tổng thống rất là minh mẫn và không, sáng không, suốt Không có bị như dư luận báo, dạ, nói, quan báo toàn chỉ là nói là không. bị tiền lú lẫn phải không? Dạ thưa không, dạ thưa không Theo như vị <laughs> bác sĩ nó cho biết rằng à, Tình rất trạng sáng của, của mình. tổng thống rất là tốt, sức khỏe tốt và đầu óc sáng suốt Và cái điểm về là 30 trên 30 Tức là cái điểm gần như là tối đa Tức là cái sức khỏe trong tình trạng rất là tốt với cái lứa tuổi của tổng thống và đầu óc cũng minh mẫn của sao hình xuống. như có chút xíu anh tí ông này ăn burger hơi nhiều dạ. thì bác sĩ có nói là hơi bị mập chút dạ. xíu về dạ. cái bmi là gần 29 gần 30 dạ. 30 dạ. là obesity. Dạ. Thì, thì ông này phải đi tập thể thao và tổng thống cũng hứa và sẽ đi tập không đó là giảm ăn thì chứ không đi tập, à, giảm ăn, hình không như là bấm thống nói đâu không có thời gian để tập thể thao <laughs> nhưng mà chỉ giảm ăn xuống thôi ăn quá yeah. quá cái đây yeah. nhưng mà thật sự là tổng thống chỉ hơi mập và cũng có chút xíu cái 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 cái, cái, cái lượng máu thì cái lượng lượng mỡ trong máu yeah. hình như hơi cao à, nhưng xíu. mà cái áp huyết ok yeah. và đối với sức khỏe của người bảy mấy tuổi thì là nói là ok và rồi, rồi hình như là cũng còn chơi thể thao chơi golf yeah. và Đánh cái đớp. tinh thần minh mẫn ra tổng thống đó là mấy mấy tin là fake news <laughs> tôi không có bị tiền luôn lẫn <laughs> và đó là tổng thống hoa kỳ Quay sang với vấn đề chết uh, về cái hai đảng Đừng Ngày sắp. 19 tháng Giêng này sắp tới ngày mà có thể uh, Chính phủ Hoa Kỳ bị đóng cửa hay không thưa anh? Dạ thưa anh Bình à, Thưa tất cả quý vị Thì theo như là tháng vừa qua Năm uh, 2017, tháng 12 năm 2017 đó, Thì uh, phía bên quốc hội lưỡng viện uh, Quốc hội cuối năm qua đó đã đưa ra Thời hạn là tới ngày 19 tháng Giêng Tức là 2018 đó Là lưỡng viện uh, quốc hội phải quyết định rằng thông qua phải xem thông phải thông qua cái ngân sách của liên bang hay không còn nếu mà vẫn bất đồng thì cái ngày 19 tháng giêng, tức là ngày thứ sáu sắp tới là cái hạn cuối cùng 12 giờ khuya phải không thưa anh Ở giờ miền đông bắc Hoa Kỳ 12 Khi. miền đông bắc Hoa Kỳ là nếu mà không giải quyết được thì sẽ đi tới tình trạng là chính phủ đóng cửa mà thì... như như nó đảng dân chủ có ra điều kiện để thông qua cái 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 ngân sách này phải không anh nếu mà dạ họ thưa về phía 20... đảng dân chủ đó thì họ muốn rằng đảng cộng hòa phải hợp tác trong cái việc mà đồng ý về những cái chương trình DACA thì chúng ta biết được chương trình DACA hiện nay có khoảng 800.000 những người 800 di dân mà qua đây từ bé vẫn chưa có những giấy tờ hợp lệ thì đảng dân chủ muốn là những người này phải được tiếp tục ở lại Mỹ và thì muốn họ mới đồng ý cái bất và họ mới đồng ý cho cái việc thương lượng về những cái ngân sách liên quan có cái gì khác nữa bên ngoài DACA và ngoài cái vấn đề DACA thì thêm những cái vấn đề bảo hiểm uh, sức khỏe cho trẻ em thì đảng dân chủ họ cũng muốn là cái chương trình này sẽ phải được tiếp tục chứ không có bị uh, đình à. trệ hay là gián đoạn thì phía đảng cộng hòa đó thì uh, chủ tịch hạ viện là ông paul ryan thì cũng đã có những cái nỗ lực để hy vọng rằng nếu mà trường hợp mà không có những cái sự đồng ý giữa hai đảng đó, thì có thể rằng quốc hội sẽ phải sẽ phải gia hạn vào ngày 26 tháng 2 nhưng mà đây cũng chỉ là một cái dự tính mà thôi. 26 tháng 2 lần dạ. tới cần cũng lâu 19 như tới 26 tháng 2 là yeah. hơn một tháng nữa. Thì nếu mà không xong, nhưng mà yeah. nếu mà xong thì hai đảng phải đồng ý về cái vấn đề đa ca cũng như vấn đề bảo hiểm sức khỏe cho trẻ em. Và chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi những bản tin của Đài truyền Hoa Kỳ để biết là cái vấn đề có đóng cửa hay không vào thứ sáu này cũng như là cái hội nghị của bên Gia Nó Đài kết quả và vấn đề của Bắc Hà và Hà hai vấn đề hai vận động viên và cổ động viên như thế nào có hợp tác hay không để quý vị tiếp tục theo dõi trong chương trình Thời sự trong ngày qua phần trình bày của Tạ Đức Trí và Quốc Bình qua phần biên soạn của chị Hải Vân. Cảm ơn sự theo dõi quý báo của quý vị và xin hẹn gặp lại vào những chương trình lần tới cuộc trở là sống này. Xin chào kính chào.